Hello, xin chào toàn thể các bác. Lại là một cuộc hành trình đến với tất cả những bác khách hàng yêu quý công ty Auto Không Phú Đạt. Và sáng ngày hôm nay thì anh em công ty Auto Không Phú Đạt đã set hai dàn âm thanh cho anh Duy Tâm tại thành phố Sóc Trăng. Và bây giờ thì anh em đang di chuyển về tỉnh Vĩnh Long để set up một cái hệ thống âm thanh cho bác khách hàng tại Vĩnh Long nữa nha các bác. Thì xin mời tất cả các bác cùng đón xem cái video này nhé. Và các bác thấy video này hay thì cho em một like và nhấn chuông thông báo để chúng em sẽ gửi tới tất cả khách hàng những video clip mới nhất, cập nhật mới nhất cho tất cả các bác cùng tham khảo và trải nghiệm tất cả những cái dòng sản phẩm của anh em Tia Auto Không Phú Đạt thì để setup cho tất cả các bác khách hàng nhé. Thì bác khách hàng ngày hôm nay thì sẽ lấy một con DSP 306 của thương hiệu Sota Sao của bên công ty Auto Không Phú Đạt phân phối nha quý vị. Và bây giờ là anh Đường tới tỉnh Vĩnh Long để setup và nâng cấp lên cái hệ thống. Sau khi xuống thì bên công ty sẽ test cái dàn thực tế của anh đang đi làm và để coi là cái dàn của anh nó đang bị vấn đề gì, đang bị trục trặc gì thì anh em công ty sẽ làm cho nó hoàn thiện hơn cho anh đi, cho các anh em đi làm cho nó ok hơn. Và bây giờ thì xin mời tất cả các bác cùng theo chân anh em chúng em xuống dưới Vĩnh Long để cùng coi là hệ thống âm thanh của các khách hàng này đang sử dụng nó là cấu hình như thế nào. Đặc biệt, cơn mưa ưu đãi đang đổ bộ tại Khang Phú Đạt chỉ duy nhất tháng 8 này. Khuyến mãi 100% phí setup cả bộ dàn sự kiện tại nhà khi mua crossover. Ngoài ra, tặng kèm 2 dây tín hiệu Canon 6 ly và một cuốn sách kiến thức âm thanh cơ bản. Không những thế, sản phẩm còn được bảo hành lên tới 2 năm và đổi mới trong vòng 60 ngày nếu như phát hiện lỗi của nhà sản xuất. Đặt hàng ngay hôm nay, nhận ưu đãi liền tay. Loa không có phân tần là cũng hơi cái hơi Việt Nam đại đấy. Nước nó có phân tần. Cái nét là lớn quá, cái tự nó cắt. Nó làm cái phần cuối trong nó bỏ luôn. Tại có cơ thường thì nó không có thể nâng được giải tần lên. Mà sao cái lò này hát mà không tiếng không có điều lớn không đẩy được đó. Không đi được xa. Không đi được xa. Nó rộng người đổ đứa nào á. Ủa xích nó cho 125 không đấy rồi bỏ quýnh không giữ. Nó không thật giữ. Có khả năng anh để như vậy nó sẽ bị trực tiêu. Nhiều khi chắc xuống đất. Chắc xuống cũng hát nó cứ chắc xuống hoài. Cũng có khả năng nó bị trực tiêu âm thanh thì nó sẽ xảy ra tình trạng như vậy. Em kiểm tra kho cuối cùng này là bị lộn.
chịu nổi. Đang còn 2 con PM 1000, PM nó xuất sẵn. Còn cái con chiếc yến trong trống mà công suất ở trong nó đánh tầng Yamo. Anh cứ lấy đi để xét test coi như nào ok thì em làm thông số của CF 1000 em gửi xuống luôn. Lúc nãy có anh khách anh cũng lấy cách đây một tháng rồi. Hệ thống này là đang qua feedback 4.0 luôn nha. Feedback 4.0 luôn. Thì coi thử qua cái trong hú và xíu nữa sẽ đưa cái con 306 của Star vào, nó sẽ nghe nghe nghe. 6-7 lâu bát cắt khá nhiều đúng không? Đấy bát lên là bị lọt đúng không? 6-7 lâu lên 6-7 lên 6-7 lên 6. Cái này mà không lâu cắt 80 xuống là bị lọt này. 6-7 lâu 1-2-1-1 một bị bể đưa cái bát vào nó còn nghe cắt để chép luôn rồi nó không còn gì luôn à, chép để thẳng luôn mà đâu không nghe tiếng gì. 6-6-6-6-6 nó không vận hướng được.
đấy quá trưởng lên rồi. Cái anh làm lớn quá là tiếng người ta nó bị đấy rồi. Đấy tiếng. Hey. Quá lớn. Để thẳng luôn. Bỏng. Sáu bảy lơ. Tắt nhẹ nữa là xong rồi. Giải quyết vấn đề luôn. Tiếng nó vẫn bong ra, nó vẫn không có bị ném tiếng lại. Nói chung là phải có hú thì nó mới ok được. Nói chung là nó không thể nào mà nó 100% hay không. Tại cái loa của mình là loa nó phải là nó có cái tình trạng khá đặc biệt. Nó chưa làm cái gì luôn này, thấy không? Đó. Đây là mới đang phẳng thôi. Đó. Tất cả để phẳng nha. Họ nhớ làm như chè vậy nha. Không là hết đâu mà hay đó. Không biết rồi. Chè đó là do cái từ trên cái sơn này. Đó xuống này. Đó xuống kia cục đẩy này. Chè đây là. Có cái này bị dây nó không chỉnh gì. Hết chưa? Hết nó bị dây không chỉnh. Không, của em. Có nghĩa là khi một cái đàn âm thanh lớn á thì nó sẽ có cái tín hiệu xì, nhưng mà nó không phải là xì như thế này. Đúng rồi, này quá lớn. Này quá lớn rồi. Xì như này xì không. Xì cái này là xì của em. Đó. Xì của cái pin noi trong này nè. Không? Hết này. Thấy không? Hết. Đó là. Ừ. Thì hồi hết rồi hả? Ừ. Ừ, em biết thì được. Nó xì nó kêu xè chạy. Giờ anh cứ bỏ xì em cũng lạ xì đâu. Cái là xì lo. Khi bị xì thì anh kiểm tra tất cả cái dây tín hiệu. Đúng rồi. Đấy. Từ cái đầu vào đến cái đầu ra. Còn cái dây nào nó bị chặn, mình đưa một tí thôi thì cái nào nó sẽ bị xì. Rồi cái mạch lọc của cái đầu ra của cái men này này đã rắc nó lâu ngày nó bị oxy hóa, nó bị xì rồi. Còn thường ra là nó sẽ không bị. Phân tần này em đã limit nó lại đó.
meter là khi mà lên một cái ngưỡng là nó sẽ bắt đầu nó cong từ lại, đó, nó chặt ngang lại, và nó vẫn bị lâu lâu bị nổ ngoài thôi. Nó quá ngưỡng cái đằng đấy. Tại vì kia dù sao đi qua cục thì nó cũng kiểm soát được tốt hơn. Ừ. Hả? Đi qua tụ lúc nào nó sẽ tốt hơn là không đi qua tụ chứ. Thì còn nó là lắp trung tâm và nó là do mình mua ở chợ mình lắp trung tâm thì nó sẽ đo nè trong đấy, nhưng mình cứ mua về mình lắp ngang nhau thì nó lắp đó. Đúng rồi. Thì 6 7 lơ 1 ho 6 7 lơ. Tầm này là thoải mái, mic cỡ này là vô tư. Đấy. Còn nếu như đi làm nó cứ bỏ ra đảm bảo cầm khó khăn cao. Tại vì đây cái ngưỡng anh thấy không? Cái ngưỡng này. Tầm trung mình. Đúng rồi, ngưỡng ngưỡng chép với lại ngưỡng mic ngang bằng với nhau thì nó khá là khổ. Đấy. Hê 6 7 lơ 1 2 3 đó. Nó cái kia nó hú chứ cái này không hú đâu. 6 7 lơ 1 2 3 cuộc tình dĩ vãng đã trôi đi vào quên lãng, bỗng đẹp bơ ngơ dìu nhau lối đi về. Nếu chúng mình không tiếp nối ân tình, cho lên yêu nhau chỉ là tên vỡ nát trong giấc mơ dài. Ngày nào tình thơ mộng bên nhau vẫn khác hoàn toàn với cái loa kia. Cái loa kia nên để mất vừa phải, để mất của em là không khít đấy. Lại nên hạn chế cái loa đấy vừa, tại vì có hai cái loa này hỗ trợ anh, đừng có để hai thằng này tới anh để ngang với lại cái đó. Đó thì đều với nhau đó, cho nó đều với nhau. Thằng này thì mình để vừa. Cái ít nào mở hết lắm. Mở còn cái 20 rồi. Cái sốc đi tín hiệu 60 nên anh cứ cho mắt bình thường. Còn anh hạn chế đây. Còn cái full thì anh phải ấy. Cái full thì anh phải thảm hết rồi. Tại vì nó không cần tần em nói anh cứ làm toát mồ hôi đấy. Đơn giản đâu. Hê 6 7 lơ 6 7 đó, nó hú toàn hú cái kia, hú cái này đó. Hả? Hú bậy quá, hú bậy quá. Hê 6 7 lơ. Hê sáu bảy lơ 1 2 3 4 5 6 7 6 7 lơ 1 2 3 4 5 6 dù sao thì nó cũng qua cái ngưỡng đầu rồi, nó thoải mái. Hê 6 7 nếu cắt cái này thì tối quá, không thể cắt được. Tối rồi hả? Bây giờ thôi mình Hê 6 7 anh đi hết hệ thống phun đơn đi, anh đi phun đơn xong rồi, anh đi phun đơn xong rồi làm phân tần gửi lên Sài Gòn, nó chẳng hạn anh mua cái thùng ở đâu, anh mua bát đâu, anh gửi Sài Gòn đó. Anh bảo mình công ty mà không có bán nguyên cái thùng lắp sẵn gì nữa có. Nếu mà phun đơn thì bạn em có thùng nhập Nga hả? Đúng rồi, chỉ là chỉ biết gì là về thùng bát. Bắt thường hết, thường nhưng mà từ 170 thôi. Đó, những con 76, thì tiếng nó sáng. Hê 6, bị, ho, này, ok. Sau, có lên nữa thì không lên nổi, không thể lên được. Đó. Lên nhẹ cái là hú thôi, cái gì đó. Đó. Lên nữa là vỡ luôn tiếng. Đó. Cái tổng cán không tốt thì nó lên nó bị ngay à? Bị lâu hả? Ê, ê.
Xong thì cơn mưa chợt ngang qua. Sửa xe, nhạc sống, nhí. Đó. Nhí mà em ghi cái phiếu bảo hành là ní, ni rồi. Dạ dạ. Ok. Mưa khá là lớn luôn. Hiện tại anh em đang có mặt Vĩnh Long. Các bạn có thể truy cập website khaphudatradio.com để biết thêm chi tiết hoặc liên hệ số hotline phía Bắc 0965 122 221, hotline phía Nam 0933 333 245. Các bạn cũng có thể đến trực tiếp showroom phía Bắc tại số 8 phố Hồng Đô, Phú Đô, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Showroom phía Nam tại số 8 đường số 4 khu phố 6 Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức. Đừng quên nhấn like, đăng ký và bấm chuông cho kênh YouTube của Kha Phú Đạt Audio để bạn có thể là người đầu tiên chiêm ngưỡng những video tiếp theo.